Hello, hello mọi người nha. Hôm nay mình ở nhà. Đó, hôm nay mình ở nhà, mình không có làm gì hết thứ bảy cuối tuần. Thứ bảy ở nhà chơi đó. Đây là nhà, đây là khu ăn uống bếp núc này nọ. Xong nó sáng quá, chói quá đó. Đó, đây đây bàn ăn, đây là phòng giặt đồ, hơi bừa bộn một chút xíu. Vậy là nhà cũ, nhà chưa đó. Chúng ta có cái kệ ở đây đựng các cái gia vị. Ở dưới thì nồi, nồi mấy cái nồi lớn, nồi lớn đựng trong tủ không được thì đựng ở đây. Đây là nghệ, tỏi, hành gì đó đựng trong này. Cái này là cái hũ đường, hết đường rồi, nó nhẹ hiệu hết đường. Cái này là cái lò nướng của chú Nguyên mua để nướng thịt bự bự. Đó, cái này là tủ tủ đá, mốt cũng tủ đá, mốt chắc tháo tủ đá ra chứ tốn điện lắm. Đây là tủ lạnh nè, tủ đá có tủ lạnh có. Cái này cậu 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 gắn vô để sinh thai sát trùng tay. Này là tô cơm chiên của mình. Này ăn cơm chiên sáng sớm không có gì ăn cơm chiên. Đó, trên bàn đồ đạc tùm lum la. Đó, cái này khu bếp, cái này khu bếp. Cái này là cái khu chén, chỗ chén xong úp lên đây. Đó, cái khu bếp, đồ chén. Cái này ở từ trong nhìn ra ngoài. Vắng lặng, không gian vắng lặng. Đây là cái thông Noel đang chờ tới ngày sẽ bật đèn, cắm điện bật đèn lên. Còn cái này sao mà nó tối thế, mà nó sáng lên chung. Này cái kệ, cái chỗ để đồ này nọ đó. Khu này khu phòng khách thứ hai, nhà có hai phòng khách đó. Cái này là đi đi qua phòng khách bên kia. Phòng khách bên này đó, phòng khách này phòng khách lớn, bên kia phòng bên phòng khách nhỏ. Mình thì hãy ngồi ở phòng khách nhỏ chơi, không gian riêng của mình. Hehe, không gian riêng. Tivi nè, buồn buồn mở, ngồi mở tivi coi, bên kia cũng có cái tivi. Này hơi tối, không
Xin lỗi mọi người vì trục trặc nho nhỏ. Tự nhiên cái không biết cái mic bị gì đó. Cuối clip nó thường hay bị mất tiếng. Mọi người thông cảm về kỹ thuật này nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Video về ngày nghỉ ở nhà ăn cơm chiên, quay cho mọi người xem về không gian mình ngồi ăn. Đó, bây giờ là 11:49. Ở bên ngoài đường vắng vẻ, chuẩn bị sắp 12 giờ trưa rồi. Cảm ơn mọi người đã ghé qua xem video của mình và ủng hộ kênh của mình bằng cách nhấn subscribe và nhấn chuông để theo dõi các video sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Bye mọi người. Hẹn gặp lại vào các video sau nhé.